Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thật sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Sáng ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động và đề án phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trịnh Văn Nhã, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã phát biểu ý kiến và chỉ đạo hội nghị. Trên cơ sở đánh giá lại thực trạng kết quả của các đề án giai đoạn 2016-2020, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề ra mục tiêu phấn đấu từ năm 2021 đến năm 2025, đào tạo và đào tạo lại cho khoảng 2.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 65% đến 72% năm 2025. Bình quân lao động đào tạo hàng năm đạt từ 4.740 đến 5.300 lao động, giải quyết việc làm cho khoảng 16.850 lao động, mỗi năm giải quyết việc làm mới từ 3.200 đến 3.500 lao động. Phần đầu đến năm 2025, lao động làm việc trong ngành nông lâm thủy sản từ 63 đến 57%, lao động trong ngành công nghiệp xây dựng chiếm từ 15 đến 18%, lao động trong ngành dịch vụ chiếm từ 22 đến 25%. Đối với đề án phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2021-2025, mục tiêu của đề án nhằm nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu ngân sách trên địa bàn ngày càng bền vững, mức tăng trưởng kinh tế trên địa bàn bình quân hàng năm từ 9,5 đến 10,5%. Thu ngân sách trên địa bàn huyện đến năm 2025 đạt 415 tỷ đồng. Việc quản lý các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách luôn được thực hiện theo quy định của pháp luật, hạn chế tối đa việc thất thu thuế, đảm bảo sự công khai minh bạch, bình đẳng, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế và lợi ích của nhà nước. Để hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu mà các đề án đặt ra, Ủy ban Nhân dân huyện đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho các ban ngành địa phương có liên quan. Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trịnh Văn Nhã đã khẳng định, đây là hai trong hệ thống các nghị quyết đề án được đưa vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội huyện Đảng bộ khóa 31. Vì vậy, để các đề án đi vào thực tiễn đạt kết quả cao, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cần làm tốt công tác tuyên truyền hai đề án để nhân dân biết và thống nhất giữa tư tưởng với hành động. Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các đề án một cách hiệu quả. Trên cơ sở kế hoạch đó, hàng năm phải đề ra các mục tiêu chỉ tiêu và giải pháp thực hiện cụ thể, phát huy vai trò của các phòng ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong quá trình thực hiện đề án. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, tuyệt đối không được lơ là chủ quan nhưng cũng không được hoang mang. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, vừa qua đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch, cùng đồng chí Giám đốc Trung tâm Y tế huyện đã đi kiểm tra đột xuất công tác phòng chống dịch tại các xã Võ Liệt, Thanh Thủy, Thanh Xuân, Thanh Tùng và Thanh Giang. Đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các khu cách ly tập trung, những trường hợp cách ly y tế tại gia đình. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương cơ bản thực hiện tốt việc cách ly, sự quan tâm phối hợp giữa cấp ủy chính quyền với bộ phận chuyên môn, lực lượng trực tại khu cách ly được bố trí đầy đủ, có trách nhiệm. Các trường hợp cách ly đều tự giác phối hợp với thành viên ban chỉ đạo xã, nhân dân đều chia sẻ động viên và thường xuyên tặng nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn có địa phương chưa thực hiện tốt, thể hiện sự chủ quan lơ là vào cuộc không thật sự quyết liệt. Sự phối hợp giữa chính quyền và các bộ phận chuyên môn chưa nhịp nhàng. Ban chỉ đạo chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát tại khu cách ly tập trung, điểm cách ly y tế tại nhà. Công tác tuyên truyền còn hạn chế, đặc biệt là các trường hợp cách ly tại nhà không chấp hành quy định việc cách ly. Điển hình như xã Võ Liệt. Tại các địa phương, đồng chí trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu ban chỉ đạo các xã cần tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, vào cuộc một cách quyết liệt đồng bộ, làm tốt công tác tuyên truyền, quan tâm bố trí lực lượng trực 24 trên 24 giờ tại các khu cách ly tập trung, giám sát tốt các trường hợp cách ly y tế tại nhà. Thời gian này, nhiều người làm ăn ở các tỉnh miền Nam đã bằng mọi cách để trở về quê, nên ban chỉ đạo phải phối hợp với các lực lượng phát hiện vận động, yêu cầu người dân trở về tự giác khai báo y tế, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly đúng quy định. Ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với Đoàn xã Thanh Dương tổ chức khánh thành và bàn giao ngôi nhà khăn quàng đỏ và trao tặng góc học tập cho em Nguyễn Thành Đồng, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Thanh Dương. Gia đình em có hoàn cảnh khó khăn, hai mẹ con phải sống trong căn nhà tạm bợ, mẹ thường xuyên đau ốm nên hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Sau 3 tháng thi công đến nay, ngôi nhà cấp 4 kín trên bền dưới đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó đã giúp hai mẹ con yên tâm, vững tin vượt qua khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.
Dịp này, Ban Thường vụ huyện đoàn đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức khởi công ngôi nhà nhân ái cho gia đình anh Nguyễn Văn Bính tại xóm 4 xã Thanh Tùng. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào công việc phụ hồ của anh Bính. Nhà có hai cháu nhỏ, một cháu bị mắc bệnh viêm đa khớp, vợ anh Bính bị viêm cầu thận, vừa sinh đôi nhưng một bé bị mất, bé còn lại đang nuôi trong lồng kính tại bệnh viện Sản Nhi. Gia đình hiện đang sống trong một ngôi nhà tranh tạm bợ. Trước hoàn cảnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hỗ trợ 40 triệu đồng, công ty vật liệu xây dựng Hòa Ngọc hỗ trợ 50 triệu đồng. Đoàn xã cũng đã kết nối kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ 23,5 triệu đồng để giúp gia đình anh Bính xây dựng ngôi nhà mới. Dịp này, đoàn xã Thanh Lĩnh cũng đã tổ chức trồng mới con đường hoa, xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản, sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn. Đoàn xã Thanh Tiên cũng đã tổ chức lễ bàn giao công trình thanh niên khu vui chơi thể thao ngoài trời tại ngôi nhà trí tuệ số 1. Việc đưa công trình vào sử dụng sẽ tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các em thiếu nhi vào dịp hè, tạo sự hấp dẫn cho các em đến với ngôi nhà trí tuệ. Ngày 17 tháng 7, Hội Người Cao Tuổi huyện đã tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chấp hành để chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ. Theo đó, Đại hội Người Cao Tuổi huyện khóa 3, nhiệm kỳ 2021-2026, dự kiến sẽ diễn ra vào sáng ngày 25 tháng 7 với các nội dung chính: khai mạc đại hội, nghe báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo kết quả hoạt động công tác hội, nhiệm kỳ 2016-2026. Phương hướng mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành, Ban kiểm tra hội, phát biểu tham luận của đại hội, phát biểu lãnh đạo tỉnh hội và lãnh đạo huyện hội, hiệp thương bầu Ban chấp hành, bầu Ban kiểm tra hội, Ban chấp hành khóa mới họp phiên thứ nhất, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội, trưởng Ban kiểm tra hội, công bố kết quả phiên thứ nhất, hiệp thương bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Chương trình thời sự hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.